Thế là phần lễ truy điệu cho cha đã xong rồi, chỉ còn ít phút nữa thôi. Cha ơi, chỉ còn ít phút ngắn ngủi nữa thôi là chuyến xe tang sẽ thay con đò Bát Nhã đưa cha về miền Tây Phương Cực Lạc. Cha ơi, kể từ khi cha chút đi hơi thở cuối cùng đến giờ phút này đây, các con các cháu đã đón nhận được biết bao nhiêu lễ mọt tuần nhang của cá nhân, đoàn thể, bà con nối xóm, của tình nghĩa tông gia, của các cơ quan đơn vị nơi các con các cháu của cha sinh sống, học tập và công tác đã về đông đủ thắp nhang thăm viếng tiễn biệt cha ngày hôm nay. Giờ phút này đây đã chuẩn bị đến giờ đưa tiễn cha. Các con các cháu, anh em bên nội bên ngoài, của bà con tổ dân phố, anh em bạn bè, các cơ quan ban ngành đoàn thể cũng đã về đông đủ bên cha lúc này để chuẩn bị làm lễ di quan, đưa cha đi tắm rửa đổi thay kiếp luân hồi, cho cha được về với thế giới mới, một thế giới người hiền, thế giới tâm linh. Cha sống khôn thác thiêng, hãy luôn phục hộ độ trì cho những người con người cháu, anh em nội ngoại trên đời này được bình an. Trước giờ đưa tiễn chồng cha ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hiếu khách gần xa, và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ tận tâm tận tình của ban tổ chức tang lễ, cấp ủy chi bộ, bà con tổ dân phố đã về đây để tạo mọi điều kiện, phân công công việc giúp đỡ tổ chức lễ tang cho chồng cha ông của chúng tôi được diễn ra trang trọng đúng với nghi lễ của địa phương. Gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn hết, xin được cúi đầu cảm tạ biết ơn trước tình cảm của tất cả mọi người dành cho chồng cha ông chúng tôi. Gia đình chúng tôi có lời cảm ơn và kính chúc tất cả mọi người và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Chọn một kiếp người. Cha ơi, thế là từ nay trở đi, các con các cháu, người ở gần đứa ở xa về, không còn được gặp cha nữa rồi. Cha ơi, tuy rằng cha đã đi xa, nhưng trái tim, tình cảm, công lao của cha, là những người con người cháu của cha sinh ra ở lại, không bao giờ chúng con quên được những nghị lực chống chọi với bệnh tình của cha sau những ngày tháng cha gồng mình. Cha ơi, tất cả các con các cháu xin hứa với cha, chúng con ở lại sẽ yêu thương chỉ trên em dưới, con cháu tuần hòa, bảo ban nhau để chăm sóc sức khỏe cho mẹ. Cha ơi, lưu luyến mãi rồi cũng đến lúc phải chia ly, đau đớn này bao giờ chúng con mới nguôi ngoai được. Thế là cha đã thanh thản ra đi rồi. Cha hiền ơi, từ nay bệnh tình của cha sẽ hết đau đớn, không bao giờ cha còn thấy đau nữa. Cha về nơi ấy, cha sẽ ngủ một giấc ngủ bình yên, không bao giờ chúng con quên những lời cha căn dặn năm xưa.
chúng con xin cảm ơn cha, cảm ơn tất cả những gì mà cha đã dành cho chúng con suốt bao nhiêu năm trời. Chúng con nhớ cha nhiều lắm cha ơi, nhưng sinh có hạn tử bất kỳ, con người ta sinh ra không ai tránh được mệnh trời. Cha thanh thản cha đi nhé, cha hãy luôn hướng về, cha phục hộ cho mẹ của chúng con có thật nhiều sức khỏe. Chúng con xin nguyện chắp bàn tay cầu xin ơn trên, chúng con xin Đức Phật A Di Đà về đây tiếp dẫn linh hồn cha Lương Bá Linh về chốn Cửu Tuyền. Cha về nơi ấy được tắm mát ao tòa sen, được tựa lương tam bảo, cha phục hộ độ trì cho mọi người sức khỏe bình an. Cha ơi, đúng là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, công ơn của cha như núi Thái Sơn, con cháu xin khắc ghi đời đời ơn cha. Tình cha ấm áp như vầng Thái Dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt ni đời vì con ra tình ghi số trong ma tim. Cha ơi, cha già dấu yêu, và con đi nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm mi nhì dài nhẹ nhàng ôm má con đi, và cha khẽ nói này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy những lời của cha